Ngày 10 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho hay đã bàn giao thêm 5 đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự có liên quan đến vụ truy sát Mai Văn Quân, còn được gọi là Quân Xa Lộ, Quân Khùng, 1965, trú quận Thủ Đức, cho Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra xử lý. Nhóm đối tượng gồm Hồ Thanh Phương hay gọi là Sử, 1986, Dương Vũ Hoàng hay gọi là Tâm Chuột, 1990, Phan Thanh Giàu hay gọi là Ba Đen, 1990, Nguyễn Duy Khải hay gọi là Bi, 1999, và Lê Minh Tiến hay gọi là Đỏ, 2002, tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 4 tháng 11, Võ Thùy Linh 1991 có thẻ xanh của Út và Nguyễn Tiến Minh Tài 1982 nhờ Sử xử Quân Xa Lộ do mâu thuẫn từ trước nhưng không giải quyết được. Sau đó, Sử gọi cho Hoàng Tâm Chùa kể vụ việc và nói tới quán karaoke Nisevil đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Nhóm này huy động khoảng 30 người mang theo mã tấu, gậy, xin tới quán. Khi vừa tới nơi, nhóm thấy Quân Xa Lộ đứng một mình nên Sử cầm mã tấu xông vào chém. Tiếp đó, 30 đàn em của Sử cầm mã tấu, gậy dây đuổi chém Quân Xa Lộ. Bị dây chém, đại ca giang hồ Quân Xa Lộ cố chống trả và bỏ chạy vào tầng hầm quán. Lúc này, Sử cùng đàn em đuổi theo xuống tận gầm truy sát khiến Quân chạy ngược lại lên trên. Sau khi lên tới bậc thang thì Quân bị nhóm Sử chém nhiều nhát vào người. Quân chạy được một đoạn thì gục xuống. Quân bị truy sát. Thấy vậy, nhóm Sử dội lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong đêm, nữ Diệt Kiều cho nhóm đàn em của Sử đi 4 xe ô tô chở xuống thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước tẩu thoát. Linh cho một người anh xuống đưa tiền và thuê nhà cho nhóm này. Quân Xa Lộ được đưa đi cấp cứu, đến rạng sáng 7 tháng 11 tử vong. Công an quận Thủ Đức cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra bắt giữ được 5 đối tượng là Ti Thanh Đại 1985, Đặng Quốc Duy 2003, Bùi Quốc Duy 2003, Nguyễn Tiến Minh Tài 1982 và Nguyễn Anh Trung 1985, cùng ngụ quận Thủ Đức. Riêng với Linh thì bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm An ninh Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất chặn bắt. Nhóm Sử bỏ trốn ở các tỉnh thành hay tin các đối tượng lần lượt bị bắt. Biết không thoát, ngày 9 tháng 11, tất cả đã tới công an đầu thú và khai nhận.